thưa quý vị và các bạn, nhằm chia sẻ khó khăn, giúp trẻ em nghèo được tiếp cận với nguồn dinh dưỡng tốt. Ngày 15 tháng 2, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đắk Song phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thuận Hành tổ chức tặng sữa cho trẻ em nghèo, khuyết tật trên địa bàn xã. Tham dự buổi trao quà có ông Nguyễn Nghề, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân xã cùng đông đảo các hộ dân được nhận sữa. Theo đó, 100 hộp sữa Frisolakwood của Hà Lan đã được trao cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn xã, với tổng số tiền trên 40 triệu đồng do Hội Chữ Thập Đỏ huyện vận động từ nguồn Trung tâm vì sự phát triển phụ nữ Bắc Trung Bộ tài trợ. Cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ quan tâm đến trẻ em nghèo, khuyết tật. Thì hy vọng chương trình này sẽ kéo dài hơn nữa để quan tâm đến con em của chúng em, thôn của bản của xã. Thì em không biết nói gì hơn, thì em thay mặt mọi người cảm ơn tất cả các anh chị Hội Chữ Thập Đỏ. Thì cũng mong các anh các chị quan tâm hơn đến con em của chúng em nhiều hơn nữa. Phát biểu tại buổi trao quà, ông Trần Duy Triệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã Thuận Hành ghi nhận đánh giá cao tính nhân văn của chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, người khuyết tật triển khai trên địa bàn. Đồng thời, cũng mong muốn thời gian tới, Hội Chữ Thập Đỏ huyện có nhiều chương trình nhân đạo giúp đỡ người nghèo trên địa bàn xã. Với cái chương trình dinh dưỡng dành cho trẻ em nghèo và khuyết tật đối với địa bàn xã Thuận Hành, thì hiện nay trên địa bàn xã Thuận Hạnh, đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh nghèo, gia đình và các trường hợp tàn tật trên địa bàn xã thì cũng còn có rất nhiều. Chính vì vậy mà được cái chương trình hỗ trợ của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh cũng như huyện cùng toàn thể các đơn vị tài trợ đã giúp đỡ đơn vị xã Thuận Hạnh. Cho đến nay thì đã có được 100 suất quà đối với các hộ nghèo cũng như hộ tàn tật và những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt đối với trẻ em từ 0 đến 6 tháng tuổi. Chính vì vậy mà chính quyền địa phương cũng không biết nói gì hơn. Xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ cũng như Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, huyện cùng các ban ngành đoàn thể quan tâm hơn nữa đối với đơn vị xã Thuận Hạnh. Chương trình tặng sữa dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật, khó khăn do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động nhằm hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, ít tiếp cận được với nguồn dinh dưỡng tốt, giúp các em được cung cấp nguồn dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe, phát triển toàn diện hơn về thể chất và sức khỏe. Để thực hiện cái chương trình dinh dưỡng dành cho người nghèo và khuyết tật của huyện Đắk Song được sự quan tâm của Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ của tỉnh đã quán triệt, Hội Chữ Thập Đỏ huyện quyết tâm để đưa chất dinh dưỡng này cho trẻ em từ 6 tuổi trở xuống. Hôm nay chúng tôi cũng là ngày đẹp, tháng tốt, được sự quan tâm của nhà tài trợ, chúng tôi đã gửi đến các cháu tại xã Thuận Hành là 100 hộp và chương trình này còn đến 5 năm. Được biết, dự án dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật sẽ được triển khai trên địa bàn xã Thuận Hành trong thời gian qua, 5 năm giai đoạn từ 2023-2027. Dự án này nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng phong trào mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, là món quà ý nghĩa đối với trẻ em còn nhiều khó khăn, nhằm động viên khích lệ các em trong học tập, cũng như giúp các em quan tâm phát triển toàn diện trí tuệ và thể lực.